Bài học hôm trước, cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những nét khái quát về tác giả Nguyên Hồng, tập hồi ký những ngày thơ ấu cũng như đoạn trích trong lòng mẹ. Ở bài đọc này, chúng ta sẽ đi phân tích từng nhân vật trong đoạn trích ấy, trước hết là nhân vật bà cô. Qua cuộc đối thoại giữa hai cô cháu ở phần thứ nhất của đoạn trích, nhân vật bà cô hiện lên là một người phụ nữ mang tâm địa độc ác. Mở đầu câu chuyện, bà cô gọi bé Hồng, cười hỏi: "Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không?" Sao lại cười hỏi mà không phải là lo lắng hỏi, hay nghiêm trang hỏi, hoặc âu yếm hỏi? Nụ cười nửa miệng và câu hỏi thăm dò kia tưởng đã chạm tới nỗi nhớ và tình thương mẹ của chú bé khốn khổ. Nhưng không. Chỉ trong giây lát, Hồng đã nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch kia. Điều đó có nghĩa là bề ngoài, bà cô tỏ vẻ quan tâm đến tình cảm mẹ con của đứa cháu côi cút. Thực chất, bà ta chỉ gieo rắc vào đầu đứa trẻ nỗi hoài nghi rồi giường giẫy người mẹ đang phải tha hương cầu thực. Sau khi nghe cháu đáp không, cháu không muốn vào, cuối năm thế nào mợ cháu cũng về, một lời đáp cứng cỏi đầy niềm tin đối với mẹ, thì bà cô hỏi luôn, giọng ngọt kèm theo cái nhìn bằng đôi mắt long lanh chằm chặp: "Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu." Nói câu này, bà cô như ngầm báo với Hồng rằng mẹ của chú bé đã thay lòng đổi dạ, không thương con, không gắn bó với gia đình như trước nữa. Khi thấy cháu im lặng, cúi đầu xuống đất, bà cô hẳn biết rằng lòng cháu đang thắt lại. Nhưng bà vẫn chưa tha, tiếp tục cười mà nói: "Mày cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu, vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ." Cái cử chỉ vỗ vai, cái nụ cười và lời nói ấy mới giả dối, độc ác làm sao. Điều đó chứng tỏ bà ta cố ý lôi đứa cháu đáng thương vào một trò chơi cay độc của người lớn. Đến đây, bà cô không chỉ cay độc mà thậm chí còn châm chọc, nhục mạ cháu. Thật cay đắng biết bao khi niềm tin vào tình mẫu tử bị người khác, lại chính là cô mình, người gắn bó với mình bằng tình máu mủ cứ săm soi hành hạ. Nguyên Hồng đã kể lại vô cùng chân thực nỗi đau của đứa bé bị hành hạ bằng một giọng văn nặng trĩu tình đời. Nước mắt tôi ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Hai tiếng em bé mà cô tôi ngân dài ra thật ngọt, thật rõ, quả nhiên đã xoắn chặt lấy tam cam tôi như ý cô tôi muốn. Cái ý định nói xấu người mẹ, chia rẽ tình mẹ con của nhân vật bà cô như vậy đã đến đích. Xong, bà ta vẫn chưa thỏa lòng. Cả đến khi chú bé phẫn uất nước nở cười dài trong tiếng khóc, bà cô vẫn không mảy may xúc động. Bà ta như vô cảm, lạnh lùng và có phần thích thú trước nỗi đắng cay như bị sát muối trong lòng của đứa cháu. Bà ta cứ tươi cười kể các câu chuyện. Tình cảnh túng quẫn, hình ảnh gầy guộc, rách rưới của người mẹ chú bé được bà cô miêu tả một cách tỉ mỉ với vẻ thích thú rõ rệt. Cho đến khi nhìn thấy đứa cháu nghẹn lời, khóc không ra tiếng, bà cô mới đổi giọng nghiêm nghị và vỗ vai an ủi cháu, tỏ một chút xót thương người anh trai vừa khuất, thương hại người chị dâu khổ sở, nói tới ngày giỗ anh, nói tới việc nhắn chị dâu về, nói tới cái sĩ diện của đứa cháu. Vài lời vất vát cuối cùng ấy tuy làm dịu đi phần nào nỗi đau của tình mẫu tử trong tâm hồn chú bé Hồng, nhưng không xóa nổi những nét bản chất trong tính cách nhân vật bà cô. Vậy, trong cuộc trò chuyện với bé Hồng, nhân vật bà cô hiện lên là con người như thế nào? Chúng ta có thể đi đến kết luận. Nhân vật bà cô trong câu chuyện này đó là một người phụ nữ lạnh lùng, độc ác, thâm hiểm. Khắc họa nhân vật bà cô như thế, nhà văn Nguyên Hồng chân thành và mạnh dạn phê phán những người sống tàn nhẫn, khô héo cả tình máu mủ ruột già trong xã hội thực dân nửa phong kiến bấy giờ. Tục ngữ xưa ông cha ta viết, giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, dường như đã ứng nghiệm trong nhân vật bà cô ở đoạn trích này. Đọc văn Nguyên Hồng, suy ngẫm về lời cha ông, chúng ta mong rằng những bà cô của chúng ta ngày nay sẽ khác với những bà cô ngày xưa. Trong đoạn trích này còn có một hình ảnh nhân vật phụ nữ khác, đó là nhân vật người mẹ. Người mẹ ấy là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng bất hạnh. Cưới chồng không phải bằng tình yêu thương. Sau khi chồng mất, mẹ bé Hồng bỏ đi tha hương cầu thực và luôn bị họ hàng nhà chồng hắt hủi ghề lạnh. Nhưng không đợi đến khi con trai viết thư,
Và chắc cũng không cần đến cô em chồng nhờ người nhắn gọi về, mẹ của Hồng đã trở về nhà vào đúng ngày giỗ đầu của thầy tôi. Nghĩa là người phụ nữ ấy không quên tình nghĩa và trách nhiệm đối với con, với chồng và với gia đình nhà chồng. Hình ảnh mẹ về được miêu tả. Mẹ tôi về một mình, đem theo rất nhiều quả bánh. Xe chạy chậm chậm, mẹ tôi cầm nón vẫy tôi. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi. Mợ đã về với các con rồi mà. Mẹ thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Tư thế ấy, những cử chỉ ấy và lời nói ấy mới đàng hoàng làm sao, đẹp đẽ làm sao. Đẹp đẽ hơn nữa là hình hài của mẹ, là sự ân cần, âu yếm mà mẹ dành cho con. Nhà văn đã dành cho những lời đẹp nhất để miêu tả người mẹ. Mẹ tôi không còm cõi sơ sát quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Trên quãng đường ngắn, ngồi xe tay bên đứa con trai bé bỏng côi cút, được ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình, người mẹ đã trẻ lại, tươi đẹp như thuở nào. Và người mẹ ấy đã truyền cho đứa con bao nhiêu là niềm vui, hạnh phúc, thật êm dịu vô cùng, đúng như lời kể của nhà văn. Rõ ràng, hình ảnh và tấm lòng của người mẹ ấy hoàn toàn không như những lời xúc xiềm, những ý nghĩa cay độc, thành kiến của bà cô. Vậy thì nhân vật người mẹ trong đoạn trích này hiện lên như thế nào? Mẹ hiện lên là một người giàu tình yêu thương, đẹp đẽ và đàng hoàng. Sao nhân vật bà cô khắc họa chỉ bằng một vài nét chấm phá giản dị nhân vật người mẹ như thế? Phải chăng nhà văn muốn gợi cho người đọc sự đối sánh về chân dung những người phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ? Và cũng từ đó, nhà văn bày tỏ thái độ yêu ghét rõ ràng, mà chủ yếu là nỗi đau và tình thương. Thương những lầm lỡ của con người, thương kiếp người gặp nhiều gian truân, tủi cực.